dấu hiệu trẻ bị căng thẳng khi phải ở nhà phòng dịch COVID-19. Trẻ nhỏ khóc quá nhiều hoặc cáu kỉnh. Quay trở lại các hành vi mà chúng đã bỏ được khi lớn lên như đái dầm, quá lo lắng hoặc buồn bã, thói quen ăn uống hoặc ngủ không lành mạnh, cáu kỉnh và hành vi nổi loạn ở thanh thiếu niên, khó khăn với sự chú ý và tập trung, không hứng thú với các hoạt động đã từng yêu thích lúc trước, đau đầu hoặc đau người không rõ nguyên nhân. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần nói chuyện với con về sự bùng phát dịch COVID-19, duy trì nếp sinh hoạt bình thường, trò chuyện, lắng nghe và khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc, trả lời các câu hỏi và chia sẻ sự thật về COVID-19 theo cách mà con quý vị có thể hiểu được, dạy trẻ các bước đơn giản để giữ gìn sức khỏe, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hàng ngày. Để ý đến mọi thay đổi về hành vi của trẻ, trấn an trẻ về sự an toàn và sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ. Hãy làm gương, hãy nghỉ ngơi, ngủ nhiều, tập thể dục và ăn uống đầy đủ, kết nối với bạn bè và các thành viên gia đình của quý vị. Dành thời gian bên con quý vị, cùng làm những hoạt động có ý nghĩa, cùng nhau đọc sách, tập thể dục, chơi cờ,